Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã hoàn thành cơ bản chiến dịch thần tốc tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch. 100% người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố thì cũng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện riêng địa bàn quận Nam Từ Liêm có khoảng gần 13.000 người nước ngoài sinh sống. Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, quận Nam Từ Liêm đã sắp xếp 30 dây chuyền tiêm chủng, huy động lực lượng tiêm cả ngày lẫn đêm. Mỗi công đoạn từ tiếp đón đến theo dõi sau tiêm đều bảo đảm quy định giãn cách, có tình nguyện viên hỗ trợ. Theo ghi nhận, người đến tiêm không quá đông trong cùng một thời điểm. Hôm nay chúng tôi đang tiêm cho toàn bộ người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội nếu chưa được tiêm. Và về đảm bảo về chuyên môn cũng như giãn cách thì nó có hai phần. Thứ nhất là đảm bảo về chuyên môn trong khu vực tiêm chủng thì toàn bộ là do Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đảm nhận. Chúng tôi cũng có mời các cái bệnh viện hỗ trợ cho như Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội, Bệnh viện Sanh Pôn. Thứ nhất là tham gia vào các dây chuyền và thứ hai là trực để xử trí các cái trường hợp nếu có phản ứng sau tiêm. Hôm nay ở đây thì có rất nhiều lực lượng. Ngoài của quận ra thì có cả Bệnh viện Sanh Pôn, có cả Bệnh viện Hữu nghị và các cái tổ chức cá nhân của những cái lực lượng y tế ngoài công lập cũng như là các cái đội ngũ tình nguyện viên, đấy là chuyên về y tế cùng với hệ thống y tế của quận để triển khai thực hiện việc này. Cũng theo ông Hoạt, tính đến hết ngày 16 tháng 9, toàn quận đã tiêm được cho 100% dân số. Hiện Nam Từ Liêm là một trong 18 quận, huyện thuộc vùng xanh và đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Anh em đã hỗ trợ hai cái nội dung công việc. Một là tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thứ hai đó là tổ chức tiêm chủng để cùng với lực lượng y tế của thủ đô chúng ta phấn đấu vừa xét nghiệm vừa tiêm chủng với mục tiêu cao nhất là chúng ta nhanh chóng bóc tách hết các F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất để đưa thành phố trở lại cái tình trạng bình thường mới. Trong khi đó, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày 16 tháng 9, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm được 5.253.449 mũi tiêm, sử dụng 4.812.546 liều vaccine, trên 5.459.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 88,2%. Thành quả này có được cũng nhờ vào sự hỗ trợ của 4.000 y bác sĩ của 11 tỉnh thành trong thời gian qua. Gần đây, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Điều này thì có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của Việt Nam. Trước thực trạng đó, thì ngày 16 tháng 9, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu không tiêm vaccine cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau. Đồng thời, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn về tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19 và đưa ra thông báo nếu có các cách kết hợp vaccine khác, Bộ sẽ hướng dẫn sau. Thưa quý vị, tình hình dịch tại tỉnh Hải Dương trong thời gian vừa qua đã được kiểm soát tốt. Vì vậy mà Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ 0 giờ ngày 17 tháng 9. Cho phép hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh bằng xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi. Các phương tiện khi hoạt động trở lại phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, lập danh sách hành khách kèm theo địa chỉ, nơi đi, đến và số điện thoại. Trường hợp phát hiện người có biểu hiện ho sốt phải thông báo cho trạm y tế nơi gần nhất để cách ly và xét nghiệm COVID-19. Sở Giao thông Vận tải giao thanh tra sở và các phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương, xử lý và kiến nghị đình chỉ đối với tổ chức cá nhân vi phạm. Tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và bố trí học tập cho trên 1.000 học sinh không thể trở về địa phương do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù chỉ là học tạm thời, nhưng mà các em vẫn được các nhà trường tạo điều kiện tối đa và bảo đảm chất lượng giáo dục. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, hiện có hơn 1.000 học sinh đang học nhờ tại các trường trên địa bàn tỉnh, chủ yếu đến từ thành phố Hà Nội. Cùng với việc bố trí các em vào tại các lớp phù hợp, nhà trường đã hỗ trợ sách giáo khoa, tài liệu học tập, phân công giáo viên quan tâm, giúp đỡ các em. Tinh thần chung dù là học tạm thời nhưng phải đủ kiến thức và điều kiện học tập thuận lợi nhất cho các em dù ở bất cứ nơi đâu.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, toàn tỉnh có hơn 800 học sinh Hà Nam của các địa phương khác chưa về được trong đầu năm học mới 2021-2022 ở tất cả các cấp học. Ngược lại, Hà Nam cũng có hơn 500 học sinh các cấp của tỉnh bị mắc kẹt tại các tỉnh, thành phố khác đang thực hiện chỉ thị 15-16 của Chính phủ, không thể trở về khi năm học mới bắt đầu. Ngành giáo dục tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các trường tạo điều kiện tiếp nhận số học sinh này vào học tập. Sau khi hết dịch, các nhà trường thực hiện xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh được quay trở lại trường cũ học tập, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định. Tại tỉnh Hải Dương, tới thời điểm hiện tại, đã có 26.000 giáo viên, nhân viên, cán bộ trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế tỉnh Hải Dương yêu cầu Trung tâm Y tế các địa phương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách những người chưa tiêm thuộc đối tượng trên, chốt danh sách và tổ chức tiêm tại trung tâm trước ngày 18 tháng 9. Đối với những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn qua khám phân loại, không có chống chỉ định trước tiêm trong đợt này, sẽ tổ chức tiêm vào thời điểm thích hợp.